Ngọc Dung thân ái xin kính chào quý khán đánh giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do võ Thái Hà tóm lược. Mỹ trừng phạt nhân viên của Hoa Vi Trung Quốc. Căng thẳng trong quan hệ Mỹ và Trung tiếp tục gia tăng sau khi Washington chấm dứt quy chế đặc biệt cho Hồng Kông. Ngày 15 tới tháng 7 năm 2020. Hoa Kỳ thông báo nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào nhân viên của Tập đoàn Công nghệ Hoa Vi và không loại trừ gia tăng trừng phạt nhắm vào quan chức Trung Quốc. Biện pháp trừng phạt cụ thể được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nêu trong buổi họp báo ngày 15 tháng 7 là hạn chế cấp thị thực cho nhân viên của các tập đoàn viễn thông Trung Quốc như Huawei nếu họ hỗ trợ thiết bị cho các vụ vi phạm nhân quyền theo afp ông pompeo không chỉ nhắm đến các tập đoàn của trung quốc mà tất cả các tập đoàn viễn thông trên thế giới có thể coi đây là lời cảnh báo nếu họ làm ăn với hoa vi hoặc với các đối tượng vi phạm nhân quyền khác cũng vì hồ sơ hoa vi Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Anh Quốc và Đan Mạch vào tuần tới, ngày 15 tới tháng 7. London thông báo loại hoa vi khỏi mạng 5G tại Anh Quốc. Theo Bắc Kinh, quyết định của London là do áp lực từ Washington, trang Global Times, phiên bản tiếng Anh của Hoàn Cầu Thời Báo. Cảnh báo là Trung Quốc sẽ không thụ động nhìn London, cấm Hoa Vi và quyết định này của London sẽ là một bước ngoặt trong quan hệ song phương. Đương đầu với Bắc Kinh, phải chăng London không có sự lựa chọn nào khác? Sau Hồng Kông, Hoa Vi hay dịch Covid-19, liệu Biển Đông có là mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa London và Bắc Kinh hay không? Thời kỳ vàng son trong quan hệ giữa Vương quốc Anh và Trung Quốc đã kết thúc. Nhật báo The Times ngày 14 tháng 7 năm 2020 tiết lộ giới quân sự Anh đang chuẩn bị kế hoạch vào đầu năm 2021 lần đầu tiên điều tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sang tận Viễn Đông tham gia các cuộc tập trận với một số đồng minh trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản và kể cả với Úc hay Canada. Theo lời Phó Đô Đốc Jerry Kidd, chỉ huy trưởng hàng không mẫu hạm Anh, sự kiện này đánh dấu sự trở lại của lực lượng hải quân Hoàng gia Anh trong vùng Ấn Độ và Thái Bình Dương. Báo The Times cho rằng Biển Đông cũng nằm trong chương trình hoạt động của chiếc hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth Hiện tại Bộ Quốc phòng Anh được báo Úc The Australian ngày 16 tháng 7 năm 2020 trích dẫn cho biết chưa có quyết định về chương trình hoạt động cụ thể cho chiếc tàu sân bay nói trên. Tuy nhiên, theo giới phân tích The Times và The Australian đều là những tờ báo uy tín và không có lửa làm sao có khói. Có một điều chắc chắn đây là một dấu hiệu mới có thích quan hệ giữa Anh và Trung Quốc tiếp tục xấu đi và nếu London điều hàng không mẫu hạm đến biển Đông thì đây sẽ là một mặt trận mới mà chính quyền Anh trực tiếp thách thức Bắc Kinh. Tháng 4 vừa qua, ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã cảnh báo Trung Quốc sẽ phải trả lời những câu hỏi hóc búa về nguồn gốc của virus corona chủng mới Hợp tác song phương sẽ không thể tiếp tục như không từng có chuyện gì xảy ra. Trung Quốc hăm dọa sau khi Anh cấm cửa Huawei. Hôm thứ tư, chính quyền Trung Quốc cảnh báo rằng London phải trả một giá đắt khi cấm Huawei tham gia dự án mạng viễn thông 5G. Đồng thời chất vấn có phải Anh đang làm tay sai cho Hoa Kỳ không? Theo Reuters ngay lúc này, tôi muốn nói rằng lệnh cấm không chỉ gây thất vọng mà còn gây thiệt hại. Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh tuyên bố: Các doanh nghiệp Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ các cách các vị đối xử với Huawei và sẽ rất khó để các doanh nghiệp khác có niềm tin thực hiện thêm các đầu tư, ông Lưu hàm dọa. Trong khi đó, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã có những lời lẽ kích bác chính phủ Anh vì cho rằng chính phủ của thủ tướng Boris Johnson cấm Huawei vì chịu sức ép từ Hoa Kỳ. Vương quốc Anh muốn duy trì vị thế độc lập của mình hay muốn trở thành chư hầu của Hoa Kỳ, là tay sai của Hoa Kỳ, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói sự an toàn của các dự án đầu tư Trung Quốc vào Vương quốc Anh đang bị đe dọa rất lớn. Ông Pompeo nói về thượng đỉnh Mỹ và Triều tiếp theo. Tổng thống Trump sẽ tham gia một hội nghị thượng đỉnh khác với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Với điều kiện hai bên có thể đạt được tiến bộ trong thỏa thuận ký kết tại hội thượng đỉnh Mỹ và Triều, Đầu tiên tổ chức tại Singapore hồi mùng 6, hồi tháng 6 năm 2018. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết hôm thứ tư theo giờ Hà. Ông Pompeo đã bác bỏ quan điểm rằng lãnh đạo Mỹ và Triều có thể gặp lại nhau trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11. Nói rằng không có đủ thời gian cho một cuộc gặp như vậy. Ông Pompeo tiết lộ trên thực tế có nhiều cuộc thảo luận giữa Washington và Bình Nhưỡng hơn những gì mà công chúng biết tới và bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán cấp cao sẽ được tổ chức trước khi quá lâu. Indonesia tăng cường biện pháp chống dịch COVID-19 Indonesia có kế hoạch xử phạt những người vi phạm các quy tắc cách ly xã hội theo luật mới trong bối cảnh dịch Covid-19 ở quốc Anh, đông dân nhất Đông Nam Á chưa có dấu hiệu suy giảm theo Bloomberg. Theo luật mới, người đứng đầu chính quyền các tỉnh và thành phố ở Indonesia sẽ xác định các loại hình phạt đối với người vi phạm. Có tính đến các tập quán ở địa phương, ông Joko nói trong cuộc họp với các thống đốc ở Jakarta hôm thứ tư đầu tuần này, Tổng thống Joko phát biểu trong một cuộc họp nội các rằng những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng và không giữ khoảng cách theo khuyến cáo có thể bị phạt tiền hay phải tham gia lao động công ích. Hiện Indonesia đang là vùng dịch viêm phổi Vũ Hán lớn thứ 26 thế giới theo cập nhật của World Dominos. Tính tới sáng ngày thứ Năm, nước này có 80.094 người nhiễm COVID. NCOV tăng 1.500, 1.522, trong đó có 3.797 người đã tử vong, tăng 87. Iran xưởng đóng tàu cháy lớn, 7 tàu hư hại. Một vụ hóa hoạn, xảy ra tại một nhà máy đóng tàu của Iran hôm thứ tư đã làm hư hại ít nhất bảy tàu nhưng không gây ra thương vong. Al Jazeera dẫn tin từ truyền thông Iran, sự cố xảy ra ở cảng Bushehr dường như là vụ hỏa hoạn mới nhất trong một loạt các vụ cháy nổ nghiêm trọng diễn ra trên khắp Iran thời gian qua một số vụ hỏa hoạn diễn ra tại các địa điểm nhạy cảm. Trong một bức ảnh về vụ cháy tại cảng Busher, được hãng thông tấn IRNA cung cấp, khói đen dày đặc, cuồn cuộn bay lên không trung từ hiện trường cho thấy vụ cháy khá nghiêm trọng. Người biểu tình Black Matter dựng tượng vinh danh người da đen. Fox News đưa tin người biểu tình Black Lives Matter mạng sống người da đen đáng giá ở anh đã tự ý dựng lên một bức tượng thay thế bức tượng của thương nhân Edward Colston mà họ đã phá hủy trong một cuộc biểu tình gần đây vào sáng thứ tư người biểu tình Black Lives Matter đã âm thầm dựng bức tượng có hình dáng và kích thước giống như Jen Ray một phụ nữ da đen được chụp hình vào ngày mùng 7 tháng tháng 6 khi cô đang dơn nắm đấm sau khi người biểu tình kéo đổ bức tượng của thương gia Colston và ném nó xuống nước ở bến cảng Bristol. Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời, cô Ray nói, về bức tượng giống mình được dựng lên khi chưa xin phép chính quyền địa phương. Có vẻ như nó thuộc về nơi đó, có vẻ như nó đã ở đó mãi mãi. Sau cái chết của Floyd, một tội phạm ma túy người da màu bị cảnh sát Mỹ ngộ sát, phong trào Black Lives Matter bùng nổ tại nhiều nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Nhiều bức tượng danh nhân và anh hùng dân tộc tại những nước này đã bị người biểu tình bôi bẩn hoặc phá hủy, trong đó có cả tượng Chúa Giêsu. Mỹ hạn chế thị thực nhân viên Huawei vi phạm nhân quyền. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 15 tháng 7 thông báo Washington sẽ áp hạn chế thị thực với một số nhân viên Huawei dính líu đến các hành vi vi phạm nhân quyền, theo CNBC. Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ áp hạn chế thị thực đối với một số nhân viên của các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei đã hỗ trợ trang thiết bị cho các chính thể, chính thể vi phạm và lạm dụng nhân quyền trên toàn cầu ông Pompeo phát biểu trong buổi họp báo tại Washington. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cáo buộc Huawei là vũ khí giám sát của Bắc Kinh, hỗ trợ kiểm duyệt các nhà bất đồng chính trị, cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện các hành vi giam giữ và tra tấn hàng loạt người duy ngô nhĩ ở Tân Cương. Ông Pompeo nói thêm rằng một số nhân viên của Huawei đã hỗ trợ trang thiết bị cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, một chế độ vi phạm nhân quyền, ngoại trưởng Mỹ cho biết động thái trừng phạt này của Washington là sự cảnh báo với các công ty công nghệ khác. Chính quyền Trump sẽ hỗ trợ các nước bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ tư, ngày 15 tháng 7 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ hỗ trợ các quốc gia bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông. Hãng tin Reuters cho biết, Ngoại trưởng Pompeo nói với các phóng viên, chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ mà chúng tôi có sẵn và chúng tôi sẽ hỗ trợ các quốc gia trên toàn thể, trên toàn thế giới. Những nước nhận ra rằng Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ hợp pháp của họ cũng như chủ quyền lãnh hải nhà ngoại giao hàng đầu nước mỹ nói tiếp chúng tôi sẽ cung cấp cho họ những hỗ trợ mà chúng tôi có thể cung cấp cho dù đó là tại các tổ chức đa phương hay là ở asian hay là thông qua các phản hồi pháp lý chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các công cụ có thể trước đó một ngày trợ lý của ngoại trưởng pompeo ông david stilwell cho biết chính quyền Tổng thống Trump có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc có các hành vi thúc đẩy yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Chính quyền xả lũ khiến vỡ đê dân Trung Quốc cầu cứu trong nạn lũ. Lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng đến ít nhất 27 trong số 31 tỉnh và vùng của Trung Quốc ngày 14 tây tháng 7. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng sẽ có lượng mưa lớn hơn được dự báo cho lưu vực sông Dương Tử trong 24 giờ tới. Trung tâm này ước tính lượng mưa tổng thể ở phía nam lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc sẽ là 100 mm đến 180 mm kể từ 14 tây đến 16 tây tháng 4, 16 tây tháng 7. Ở một số vùng, lượng mưa sẽ đạt 300mm. Trong Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, lượng mưa trên 100mm một giờ là thuộc vào loại mưa rất to. Trung tâm này cũng cảnh báo rằng các khu vực phía Bắc Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thân, Thanh Hải, Tân Cương, Tam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh và Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn vào hai ngày 15 và 16 tây tháng 7. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Quân nói trong cuộc họp báo ngày 13 tây tháng 7 tại Bắc Kinh rằng sông Hoàng Hà, sông Hải và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc sẽ trải qua đợt lũ lụt trong những tháng tới. Những người dân địa phương đều thiếu kinh nghiệm đối mặt với thảm họa này. Chúng ta nên lưu ý nhiều hơn đến khu vực miền Bắc Trung Quốc, ông Diệp nói. Ông Diệp giải thích rằng lượng mưa mùa hè này ở lưu vực sông Dương Tử và lưu vực Hồ Thái gấp 1,5 lần đến 2,6 lần lượng mưa trong những năm trước và chính quyền sẽ sơ tán người dân trong vùng ảnh hưởng trước. Tuy nhiên, người dân ở các tỉnh bị ngập lụt gồm an huy hồ bắc và giang tây đã nói với tờ the epoch times trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng quê hương của họ gần đây đã bị nhấn chìm sau khi chính quyền xả lũ tại các hồ hoặc sông hoặc do vỡ đê tuy nhiên chính quyền không cung cấp các hỗ trợ thích hợp họ nói cảnh báo từ who lo lắng trước khả năng lây lan của các bệnh truyền nhiễm sau lũ lụt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra cảnh báo trên đài trên tài khoản chính thức của mình trên Weibo, một trong những mạng xã hội tương tự Twitter lớn nhất Trung Quốc. WHO kêu gọi các nạn nhân trong vùng lụt uống nước đun sôi hoặc khử trùng bằng clo. Ngoài ra, không nên ăn thực phẩm mà họ đã vớt được trong nước lũ, cũng như bất kỳ thực phẩm nào từng tiếp xúc với nguồn nước lũ. WHO cũng khuyên người dân không nên sử dụng quần áo hoặc các vật liệu khác từng tiếp xúc với nước lũ mà chưa giặt qua thuốc tẩy. Kính thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới đến đây xin chấm dứt ngọc dung thân ái xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả hẹn lại quý khán thính giả trong điểm tin thế giới kỳ tới xin kính chúc quý vị và toàn thể gia đình an khang và hạnh phúc